Hello mọi người, Trinh tin là mọi người dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ thì mối quan tâm lớn nhất của mọi người khi mà đề cập đến vấn đề về da đó chính là mọi người luôn mong muốn có được một làn da sạch mụn nè, và đặc biệt là phải trắng sáng, không bị thâm, nhất là thâm do mụn để lại. Vì vậy mà chủ đề chữa trị thâm mụn luôn là một chủ đề muôn thuở mà bất kỳ một hãng mỹ phẩm nào cũng cố gắng cho ra ít nhất là vài sản phẩm để chuyên trị về các vấn đề da này. Thế nên là người tiêu dùng của tụi mình kiểu cũng bị rối ren trong cái biển sản phẩm này, không biết là nên chọn sản phẩm nào thì mới tốt, thì mới hiệu quả. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay thì Trinh sẽ giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm mà Trinh tâm huyết nhất, và những em này đã góp phần không nhỏ trong việc giúp cho Trinh có được một làn da không phải là hoàn hảo nhưng mà trắng sáng và ít thâm mụn nhất có thể. Trinh đã chọn ra 5 sản phẩm đại diện cho 5 bước dưỡng da, skincare và có thể hoàn thành đủ nguyên một cái chương trình skincare routine luôn. Và Trinh cũng sẽ giới thiệu các em này theo trình tự để mọi người có thể dễ nắm nhất nha. Ok, giờ tụi mình cùng bắt đầu thôi. Let's go! Khi mà đã muốn làm đều màu da và mờ thâm mụn thì ngay cả đến sữa rửa mặt Trinh cũng cố tìm loại có chứa những hợp chất có khả năng làm sáng, chẳng hạn như là vitamin C trong sữa rửa mặt tạo bọt này của Melanocc. Chất bọt em này thì mịn kinh khủng, xịt ra cảm giác như là kem cạo râu của con trai á. Thường thì Trinh sẽ dùng em này cùng với máy rửa mặt Foreo của mình, cảm giác da rất là sạch mà bọt còn mịn nữa, nên là lúc rửa cảm giác phê phê thích lắm luôn. Em này dùng xong mà mọi người để lâu một chút không đắp toner lên thì da sẽ hơi cảm giác căng tức khó chịu một chút nha. Chai này dùng thì có điều hơi hao một chút, tại vì nó phải lấy rất là nhiều sản phẩm để có thể tạo được bọt nhiều và dài như vậy. Nên là Trinh nghĩ mọi người nếu mà dùng liên tục thì chắc tầm 2 tháng sẽ hết sạch. Glam thì nghe chắc là khá lạ với mọi người đúng không? Tên cũng hơi khó nhớ một chút ha. Nhưng mà thật ra theo Trinh biết thì hãng này chuyên về các sản phẩm dưỡng da skincare của Hàn, được chứng nhận da liễu danh giá. Mà không chỉ nổi tiếng ở Hàn đâu, mà hình như họ còn bán ở các nước như là Mỹ và các nước châu Á lân cận như là Sing, Mã Lai, Thái. Nên một phần cũng giải thích vì sao giá các sản phẩm của hãng này thì thuộc tầm trung một chút. Quay trở lại em toner AHA, BHA, PHA này nha. Chắc là mọi người cũng khá quen khi mà nhìn thấy ba cái cụm từ HA này rồi hen. Thậm chí là Trinh nghĩ chỉ cần nghe qua thì mọi người cũng biết là em này có những cái công dụng là tẩy tế bào chết hóa học nè, và làm da mềm mịn giảm mụn rồi đúng không? Tại sao Trinh lại đưa em này vào việc điều trị thâm mụn? Tại vì Trinh nghĩ là để hết thâm thì phải hết mụn trước đã, nên em này sẽ giúp mọi người đẩy hết mụn ở dưới da lên, đồng thời làm sạch lỗ chân lông, ngừa mụn mới tái phát. Chứ không thì mình cứ phải đằng này thì chữa trị xong thâm thì đã phải quay sang trị mụn tiếp tục, như vậy thì sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái vùng lẫn quẩn của mụn mà thâm đâu. Sau bản thành phần thì em Clean Clam này có những thành phần khá là nổi trội và được kiểm nghiệm hiệu quả khắt khe, được chứng nhận Dermatest thẳng hoi nữa nha. Chất em này thì khá là lỏng và thấm nhanh lắm. Trinh hay cho ra miếng bông xong là lau lên mặt, cảm giác mỗi lần lau xong là da Trinh cảm giác sạch và mịn khủng khiếp luôn, không bị rít rít và không hề bị khô căng nha. Các bước serum kem dưỡng sau thì cũng thấm nhanh hơn hẳn luôn. Và quan trọng là Trinh cảm giác nó đẩy mụn lên cực nhẹ nhàng, chỉ có mấy cái mụn li ti hai bên má thôi. Sau bước toner thì Trinh sẽ kết hợp luôn một em ampoule của cùng hãng có chiết xuất vàng siêu đắt giá này. Em huyết thanh vàng 24K này mà đi với em Pure Toner lúc nãy là cặp bài trùng luôn á. Mọi người thấy là thiết kế em này kiểu độc đáo ghê, nhìn như là cái bóng đèn á. Hãng này có rất là nhiều sản phẩm khác cũng có thiết kế bóng đèn xinh xinh như vậy nè. Em ampoule vàng này thì có nhiều công dụng lắm, từ những công dụng cơ bản nhất như là dưỡng ẩm nè, đến những công dụng cao cấp hơn như là chống lão hóa. Và dĩ nhiên là không thể thiếu công dụng làm sáng, mờ thâm mụn, điều mà khiến mọi người click vào xem cái video này của Trinh nè, đúng không? Vì là ampoule nên chất lượng cũng như nồng độ các thành phần sẽ cao cấp và đậm đặc hơn gấp nhiều lần so với những dạng serum thông thường. Chính vì vậy để chữa trị thâm mụn nhanh và hiệu quả hơn thì mọi người sử dụng em ampoule này sẽ hợp lý hơn nhiều. Thành phần em này có nhiều chất hay lắm, nhưng mà Trinh sẽ điểm qua cho mọi người những cái thành phần nổi trội nhất để mọi người dễ nắm hơn ha. Đầu tiên và đặc biệt nhất là cao vàng nguyên chất 99.99%, có chức năng là thải độc nè, dưỡng ẩm và làm trắng da. Điểm hay ở đây là khi thoa lên da thì mấy miếng vàng nho nhỏ trong này nó sẽ ma sát tạo ra dòng điện, dĩ nhiên là hiếm thôi, nên là kích thích da sản sinh collagen và elastin, tái tạo tế bào mới. Vì vậy mà da bạn nào mụn xong thì em này sẽ giúp vết thương mau tái tạo da mới, nên là hạn chế để lại thâm hơn. Lần đầu Trinh dùng em này xong kiểu mình cũng ngẩn ngơ, không hiểu vì sao mấy miếng vàng vừa bôi lên mặt mình chỉ cần tán một xíu tụi nó tan ra hết, thấm hết vào da luôn.
Chắc em này cũng lỏng nữa nên nhanh thấm, dã man luôn. Và dĩ nhiên là không có bị rít khó chịu gì hết. Cạnh đó dĩ nhiên là không thể thiếu niacinamide thần thánh, giúp làm sáng đều màu da. Trinh dùng em này được khoảng 2 tuần nay rồi thì thấy vết thâm dưới cằm của mình mờ đi hẳn luôn á mọi người. Cuối cùng là adenosine, giúp tăng cường miễn dịch của làn da, đặc biệt là khá hợp với da dầu và da mụn, nên là đưa em này vô là perfect. Dĩ nhiên em này không có paraben, dầu khoáng và các chất phụ da nên là an toàn lắm. Vì khi da mụn thâm là da mình đang yếu và nhạy cảm, mọi người lưu ý nha. Đặc biệt dùng em này vào buổi tối hơn, không dám dùng buổi sáng đâu vì giá em này cũng hơi cao một xíu. Nhưng mà hễ tối mà xài em này, sau khi dùng em toner ở trên xong á là da trên nó mịn mượt đủ ẩm, mà sáng dậy còn căng căng thích lắm. Nếu không muốn sử dụng các loại sản phẩm makeup nền như là cushion, kem nền hay kem che khuyết điểm để che bớt thâm thì mọi người có thể chữa cháy bằng cách dùng những cái loại kem dưỡng ẩm nhưng mà có khả năng nâng tông da tức thời. Ở đây thì Trinh có em kem dưỡng ẩm nâng tông này của Laneige, vừa có khả năng dưỡng ẩm nhưng cũng cung cấp một lớp màng trắng mỏng trên da nhờ vào thành phần titanium dioxide, thường được cho vào kem chống nắng vật lý. Bên cạnh đó thì em này cũng được bổ sung những chất dưỡng ẩm và làm trắng khác như là cỏ bạch thảo, làm trắng da từ bên trong. Chất kem cũng khá là mỏng nên sẽ không có gây bí da mấy, thích hợp với những bạn mà cả da thường và da hơi dầu một chút xíu. Khi mua sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng kèm một miếng mút apply kem. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Trinh thì em mút này hút nhiều sản phẩm nên hao lắm, tôi dùng tay cho kinh tế nha. Cùng là kem chống nắng, không chỉ để làm mấy nốt thâm đỡ thâm hơn dưới tác động của nắng mặt trời mà còn bảo vệ những vấn đề khác của da nữa. Nên là dù không bị thâm mụn thì vẫn phải dùng kem chống nắng nha, nha mọi người. Hôm nay thì Trinh cho lên sàn em gel chống nắng của DHC mà Trinh mới xài thử. Mọi người hay bảo là chống nắng thì phải dùng của Nhật mới thích. Em này như lời đồn của Bảo Anh luôn. Chỉ số chống nắng SPF 50 cộng PA 4 dấu cộng thuộc dạng cao nhất trong thang đo của Nhật Bản nên chống lại được cả tia cực tím có hại. Chất gel mỏng nhẹ có phần như là tinh chất nên là thấm siêu nhanh. Da dầu hay là da thường cũng sẽ rất là ưng vì không có làm bí hay là rít da đâu. Còn da khô thì vẫn đủ ẩm căng mượt cả ngày. Thành phần em này có chiết xuất tinh dầu olive như sản phẩm tẩy trang siêu nổi tiếng cùng hãng, và tinh chất rong biển có công dụng siêu đỉnh trong việc ngăn ngừa các tia UV. Em này còn có một hợp chất coenzyme Q10, Trinh thấy khá là phổ biến ở các sản phẩm skincare của Nhật và được mệnh danh là thần dược có khả năng dưỡng ẩm và làm đều màu da. Ta-da! Thì vừa rồi là 5 sản phẩm mà Trinh rất là tâm đắc và đã sử dụng kết hợp trong skincare routine hàng ngày của mình để làm mờ thâm mụn cũng như là một số đốm không đều màu trên da của mình. Hy vọng là mọi người đã tìm thấy được những thông tin hữu ích trong video này. Nếu có thì đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của Trinh để tiếp tục theo dõi những chủ đề video hấp dẫn tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.